Anh em, thì hôm nay vốn mình đang có 25 mê. Các bạn nhớ là hiện tại con game này nó có rất nhiều người chơi hiện nay. Thì vốn mình hôm nay là 25 triệu. Nó có rất nhiều ưu đãi luôn. Vì sao nó cuốn mình chơi nhỉ? Bởi vì nó có rất nhiều ưu đãi. Cái sự kiện thì nó có cái ưu đãi các anh em ạ. Bởi vì sao? Bởi mục đích nó tạo lợi nhuận mà. Em nghĩ rằng lợi nhuận nó lấy đâu? Đấy chính người chơi mà anh em ơi. Và ví dụ các bạn thưởng nạp đầu các bạn 100 ngàn được 58 ngàn đồng nữa. Đấy, sự kiện này nó 29 tháng 4 đến mùng 7 tháng 2 mà hiện tại nó chưa ra, gần ra đấy các bạn. Lưu ý cho mình nha. Vốn mình hôm nay 25 mê mình sẽ thường là chơi nổ hũ thôi anh em ơi. Nổ hôm nay mình sẽ chơi nổ hũ phá băng anh em ơi. Chơi gì như vậy thôi. Cái quan trọng nhất đó là phải hên thôi anh em ạ. Không hên thì chơi kiểu gì anh em không thể thắng nổi nó đâu. Quan trọng phải hên. Không hên thì chịu rồi anh em ạ. Tình hình dễ toang rồi. Dễ toang rồi anh em ơi. 800 như này toang thật rồi. Đây này, may nó thắng này. Trời ơi, 44 này ngon. Đừng nữa nha. Chưa dừng nó nha. Trời ơi, pha đó mà không nổ nữa kìa. Pha nổ cái này nó có vẻ ngon này không anh em. Đây, 600 này. 900 này anh em ơi. Đây nha, cứ từ 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 lên thôi anh em. Không được vội. Bởi vội vàng chỉ có toang thôi anh em. Mà không có chuyện ăn được nó đâu. Ăn thì mình nói thật với anh em, ai chẳng muốn ăn nó. Không có phải ai ăn được nó đâu. Đúng không? Đây này, đây này, đây này. Cứ bình tĩnh lên thôi anh em. Một là lên, hai là xuống thôi à. Khi mình xui thì chả thể nói trước điều gì được đâu. Đừng nói toang nha, không vui cho nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lúc này thắng tầm 3 mê đấy nha. Gần thôi. Bây giờ nó thua xuống một chuỗi là toang đấy. Bịt ngay mà. Nó đen như vậy chịu. Nó đen như vậy chịu rồi. Lo thua thật đấy anh em ạ. Mà game mình xui thì mình đã chấp nhận chơi thì phải chấp nhận thua lỗ hoặc là thắng thôi à. Mỗi ngày mình chỉ thắng 5 đến 10 mê thôi. Nhưng mà khó quá anh em ạ. Thua lại đấy, thua rồi đấy anh em. Bây giờ bắt đầu thấy thua rồi đấy. Vừa đánh ván xích bù đi. Xem thế nào. Đôi đi. Mình chỉ đánh đôi thôi nha. Bởi vì 5 lần mình chỉ trúng 1 lần thôi là mình đã thắng tất cả trước đó đây mà. Nên là cũng bình tĩnh thôi. Căng đấy nhở. Căng thế. Đây rồi, ngon. May nó cho ăn đấy. Không cho ăn pha đó nó cũng toang đấy anh em ạ. Mình 300 cho nhỏ thôi. Dần dần lên thôi anh em. Không việc gì, vẫn đầu mình đánh to luôn cả. Đánh to lên là công nhận mình có thể ăn to thật. Lỡ mày thua rồi sao anh em, đúng không? Có phải lần nào thắng nó đây này, ngon. Cái này 5 mê hòa vốn rồi, thôi chơi nổ hũ tiếp đi. Chơi mà nó thắng như vậy là mình sợ nó soi lại đấy. Soi là mình đéo có cơ hội thắng đôi đâu. Đây này. Trời ơi. Nó đã hên hên cả hai luôn anh em ạ. Bên này nó có nổi hũ 46 này. Ngon. Ôi, chưa dừng đâu nha. 51 này. Chưa dừng đâu nha. Chưa dừng đâu anh em ơi. Cứ bình tĩnh mà lên thôi anh em ạ. Không vội được đâu. Ôi chàng ơi, toàn thế. Mày vắn này nó nổ cái hụ đấy. Chịu một chuỗi thua luôn anh em ạ. Chịu ơi. Đen vậy ta. Đen thế nhở. Lúc này tính là chưa thắng chưa thua được cái gì đâu này. Thua một xíu thôi. Nhưng mà thôi cũng được. Đây này, bây giờ chính xác chưa thắng chưa thua cái gì đâu này.
4 tháng xíu thôi mà khó quá anh em, 5 mê thôi, 5 đến 10 mê thôi. Lúc này có thắng nó cho thằng đéo đâu. À, lỗ lần 1 mê 5 thì chịu rồi. Đéo ăn thua. Cho auto bán đấy nè. Không dám nhìn luôn này. Rồi này, 2 ván bài vậy. Cứ cho auto này xem sao nào, nó có hên không không. Cũng xui như nhau thôi nha. Đã xui nó xui thôi à. Nổ cái hụ 10 mê có phải ngon hay không anh em đúng không? Nó nổ nhỏ 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 ấy. Nhà đéo ăn thua luôn ấy. Đây này. Ván này không biết có ổn không đây. Không biết có ổn không đây anh em ơi. Chịu rồi. Thuột chuỗi luôn anh em à. Còn 15 mê luôn ấy. Chịu. Bọn này chơi như vậy thì ai chiến lại thôi mày. Chơi ván poker xem sao nào anh em ơi. Mẹ nó chứ cày thế chứ. Thua nó kìa. À nó thua hết nên. Còn 12 mê luôn anh em. Đúng mày chịu. 9 ra 9 rồi kìa. 9 ra 9 anh em ơi. Thua hết rồi. Thua hết rồi anh em ơi. Tình nhà thua hết rồi. Thôi. Bây giờ mình sẽ bơm vào 3 mê nha. 25 mê đi. Một được gỡ được, hai là thua hết này. Con đen thế rồi. Hôm này bỏ qua anh em ơi nha. Ok anh em. Thua bây giờ mình là thua rồi anh em ạ. Nổ hủ quá xui mà đánh con game đéo này nó còn xui hơn. Nhưng mà bây giờ mình càng muốn gỡ con game này ấy. Thì bây giờ mình đã thua đó là đầu tiên mình đã nạp 25 mê. Đã cho tròn 50 mê. Nhưng bây giờ mình quyết định nạp vào 30 mê. Vì sao vậy? Bởi vì lúc này 25 mê mình đã xui rồi. Mình cứ nạp 25 mê chắc chắn mình sẽ xui rồi. Đánh là thôi. Bây giờ mình mục tiêu lên ít nhất là 55 mê. Đó ít nhất nha. Còn trường hợp nó phải lên hơn rồi. Lên hơn thì quá là tuyệt vời rồi anh em ơi. Cao nó không lên rồi chịu thôi. Game ăn xui mà. Thế đéo được. Còn thua 5 mê thôi anh em này. À 4 ra 2 kìa. Dưới tiếp đi. Đúng rồi. Phải như vậy chứ. 52 mê, 53 mê này. Đây rồi, 55 mê này. Nên 6 mê là nghĩ này. Phải liều mấy được nhiều anh em ạ. Chưa đánh nhát 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 là đéo lên được nỗi đâu. Đây rồi này. 59 rồi này. 59 rồi nha. 59 rồi nha em ơi. Ơ okay. Gần lên nó lại cho xuống lại kìa. Cay thế. Thôi 10 ra quy kìa anh em ơi. Đây rồi, nghĩ anh em ơi. Nghĩ nha. 6 mê rồi mà. Thắng 5 mê là ngon rồi anh em ơi. Uầy. Thế mà thắng được đấy. Nghĩ anh em ơi. Thôi, nghĩ. Thôi bye bye anh em nha.